Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô chú chị. Làm xin chúc tất cả ông bà cô chú chị ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Thì ông bà cô chú chị ơi, Lâm đi lên đây ở núi Trà Sư có một cái ngôi chùa Mỏ Quan. Thì Lâm chia sẻ một cái ngôi chùa này là ngôi chùa Mỏ Quan, còn có ngôi chùa ở dưới kia Mỏ Quan nữa. Thì Lâm sẽ chia sẻ ngôi chùa Mỏ Quan lý do tại sao ngôi chùa này lại Mỏ Quan. Thì cả nhà cũng biết những ngôi chùa mà không có tôn thờ nữa, không có cúng kiến, không có ấy nữa thì bỏ hoang. Có nghĩa là những ngôi chùa này là ngôi chùa có điều gì đó đặc biệt và có cái gì đó khó khăn. Khách thầm hương ít đi chùa, khách du lịch ít ghé viếng thăm. Đó. Thì hoặc là ngay chùa này là đã rất là lâu, rất là cũ rồi. Thì không có kinh phí để mà xây lại cái chùa mới, cho nên là bỏ hoang. Cả nhà cũng biết ngôi chùa là một cái nơi rất là linh thiêng. Đó. Không có ma quỷ nào mà vô trong ngôi chùa này, tại ngôi chùa thờ Tam Bảo nè, với tả hộ pháp ở đằng trước cửa, bên đây một tả pháp, bên đây tả hộ pháp. Thường là chùa có những người hai vị thánh này, hai vị Bồ Tát này để mà canh chùa, giữ chùa. Đó. Thì cho nên là những ngôi chùa này ma quỷ không thể nào vô được. Nhưng mà ông bà cô chú chị có biết không, ngôi chùa mà khi đã bỏ hoang, không có tượng Phật, không có thờ bất cứ gì ở trong ngôi chùa này thì trở thành một cái ngôi chùa quan. Thì ngôi chùa quan của nhà cũng biết khi mà lúc ngôi chùa còn các thờ vị Phật trong đây thì trấn áp ma quỷ không thể nào vô đây phá được, không cái hiện tượng tâm linh gì đó vô đây được, chỉ có linh thiêng với linh ứng thôi. Nhưng mà khi mà bỏ quan thì ông bà của chú chị có biết không, bỏ quan rồi thì ma quỷ nó sẽ vô đây rất là nhiều và ở trong đây rất là nhiều, những cái tâm linh vong linh của hồn hoặc bất cứ điều gì nó sẽ vòng 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 khu vực này, nó rất là nhiều, nó nhiều lắm luôn chứ không phải là nó nhiều bình thường, nó rất là nhiều chứ không phải là bình thường. Bây giờ thì để biết ngôi chùa này nó có những gì và nó có thế nào, nó có những cái gì mà tại sao lại người ta không cất, người ta bỏ đi, chắc chắn là ngôi chùa này còn hơn cái nhà quan nữa cả nhà, cái chùa quan nó còn hơn cái nhà quan nữa. Thôi bây giờ không nói vòng vòng nhiều nhiều để làm gì, bây giờ bắt đầu tiến hành đi vô trỏng cho cả nhà xem nha. Nhưng mà đầu tiên nè cả nhà thấy không, ở trước này có cây me bự quá trời bự luôn đó. Cây me này cả nhà biết bất cứ chùa chiền nhà nào có cái gốc me, một nó cái gốc me này nó để dành che bóng mát cái ngôi chùa thôi đó, đúng không? Nó đơn giản là cả nhà chỉ biết ở cây me này có trái lên rồi mình hái mình ăn thì cả nhà đâu còn biết gì nữa, đúng không? Không phải vậy đâu cả nhà, ngoài ra nó mọc lên, cây me này mọc lên chúng ta ăn, nhưng mà nó có hai cái cạnh, một là sống cái nơi mà người ta có nơi ở không quan du đông người thì cây me này nó rất bình thường, mình leo lên xuống là bình thường. Như cây me mà bỏ hoang cạnh những ngôi chùa quan thế này thì cả nhà có biết có hiện tượng gì không đó. Thì Lâm cũng biết sơ tại sao mà có một số người leo cây me ngoài rừng và leo cây me ngoài rú, leo cây me mà không có chủ, thì những cây veo này có những cái tâm linh ở trên cây me này, có những tâm linh người phất mặt ở trên cây me này đó, nên là chúng ta thấy cây me này cũng rất là cao, cho nên là rất là nguy hiểm. Cho nên là những cái ngôi chùa bỏ hoang này cây me chắc chắn là nó sẽ có thôi. Nhưng mà bây giờ thì đại khái gần 5 giờ chiều rồi cả nhà, giờ này khoảng gần 5 giờ chiều, 5 giờ rưỡi chiều chứ đó. Cây me nhìn thấy ghê quá, ủa ám quá, mà tranh thủ quay sớm sớm cho cả nhà vô khám phá ở đằng trước coi chùa, cái nhà không phải chùa, chùa này bây giờ như thế nè. Ở đây thì cũng có người lâu lâu với người ta lại đốt cái kia thôi cho vui thôi, thật ra thì không có thời gì đâu. Gớm không, lúc mà chưa có quan thì người ta cũng dọn, người ta quét chùa cho nó sạch, nó không có rong rêu nào cả nhà, nó không có rong rêu, nó không có cái này cái kia. Bây giờ còn cái lâu ai đốt cũng mấy cái ngang người ta chủ
quan lâu lâu là thành đốt thôi. Thật ra thì chẳng có gì. Ở xung quanh này cả nhà thấy nè. Xung quanh này cho cả nhà thấy. Đá rồi nó bể nát hết trơn. Cái chùa này á là còn cái tên đây luôn nè cả nhà nè. Gì đây nè. Thì chùa Mang Sơn Thuyền vậy nè, đây nè. Còn cái tên đây mà nó mờ quá đọc không rõ cả nhà. Đây Lâm thấy có một cục gạch ở bể nè. Đi xui xui rớt bể đầu luôn. Thôi bây giờ đứng vòng vòng ở ngoài thì nãy giờ cũng lâu rồi. Và tiến hành vô trong cái ngôi chùa có cái gì vậy? Tiến hành vô cái chùa ha. Đây nè cả nhà. Vô thôi. Ở trước là cái nhìn ở cửa sổ là biết cái chùa này chùa quan mà chùa cổ luôn cả nhà. Có thể gọi là chùa cổ luôn chứ không phải là chùa quan không. Ai mà bây giờ mà làm cái cửa sổ mà có cái hình ngôi sao giống vậy nữa. Rồi nó xưa quá trời quá đất. Giờ Lâm đi vô nha. Trước tiên là hôm qua mới dắt bên đây có thể có cái hiện tượng gì không à. Ở đây thì cái chùa này tính ra nó cũng thấp á cả nhà. Chùa này chùa ngày xưa mà chùa cổ nó rất là nhỏ thấp. Ba cái cây kèo nè cả nhà thấy không nè. Ba cây kèo nó dắt dẫn dắt qua bên đây nè, nó thấy cho nó. Nhìn nó rất ghê luôn. Cái chùa mà nó vậy nè. Thì cái chùa này ngày xưa chắc cũng thờ túng là rất là nhiều. Nhưng mà không Lâm không rõ là lý do tại sao lại bỏ qua như vậy. Lại dừng không có thắp nhang, không có làm gì. Ở đây người ta cũng vẫn để nhang này kia nọ quá trời. Mà không ai thấy thắp nó bề bộn, nó dơ dái, nói chung dữ lắm cả nhà ơi. Ở trước thì thờ tự mấy ông âm. Chùa này bỏ rất là lâu rồi. Bỏ lâu rồi không cúng kiến thì thờ mẹ con âm mà không có thần lực, không có ấy thì mẹ con âm ở đâu có gia hộ, đâu có thần lực ở đây được. Để tấm hình thì chưa có thôi. Trời trời, trời trời. Cái gì? Cái gì trời? Ở đây nữa. Rồi. Nữa. Rồi. Chà, mình đọc mấy cái me, cây me hồi nãy cả nhà. Me khô. Trời ơi, làm hết hồn. Tưởng gì chứ. Con gì kêu à, mình cứ đạp nó kêu hoài hết hồn cái mẹ á cả nhà. Thì Lâm đây thấy có một xanh xanh là như có ai lâu lâu người ta lại đây thì ta cúng gì đó. Này đốt nó cúng ma cúng quỷ chứ Phật cái gì đó mình nè. Ông Phật nào mà sửa soạn cho nó sạch sẽ sao mà nó dơ dái, nó ung tùm như thế này cả nhà hả. Trời ơi, mày thuộc gì đốt cho quỷ luôn chứ chứ thần chứ gì ở đây nữa. Bỏ quang thế này rồi không ai chăm sóc thường xuyên, quét dọn sạch sẽ nữa kia nữa. Ít ra không phải lợp được cái máy tôn ra trên. Còn ở trên cả nhà thấy cái máy tôn nó mất tiêu luôn nè. Chùa người ta có được cái máy tôn, mà chùa này có đâu nè. Chống lỏng, chống vợ, chống quốc nè cả nhà thấy không nè. Nhìn cái góc cái dấu ngón tay là mày nói không chống vợ, chống quốc nè. Chùa hư không luôn á. Chùa này hư không, không có gì á. Cái kèo đằng tay này kia, tường tôn mộng nó không bay, mất tiêu, tháo dục hết. Cái này thì đúng là nó thuộc về cái chùa quan là rõ ràng luôn cả nhà. Thì nè mé bên đây Lâm cũng thấy ai vào đây đốt cúng kiến gì này nè, cầu linh cầu thần cộng bà cộng địa lên đồng xuống gió gì đây đây bỏ mấy cái này lại đây thôi chứ không có gì đâu. Chùa này giờ hết linh thiêng thì cả nhà biết cái chùa này giống như ở ngoài đường vậy nè. Lâm thấy nè, ở gần cho cả nhà thấy luôn. À, đây nè. Trời đất ơi. Giờ thấy là cái gì không? À, cả nhà. Một đống những cái tấm bạn gì thờ đó. Thờ Phật, thờ gì nha. Cả nhà nè, một sắp luôn. Đứng xa quá cho cả nhà xem. Đó. Rồi đốt thờ vậy là sao mà lên thiên được nữa nè. Ở trước đây thờ Quan Công, Thánh Mẫu, thờ tùm lum chứ. Dựng lên cho có gì thôi, cho vui thôi. Thật ra là không có gì. Mong rằng là mọi người
hãy tu sửa lại, lập tôn lại cho nó sạch sẽ, nó đàng hoàng chứ. Ở đây cảm thấy rất là dơ này. Bây giờ như vậy luôn nữa nha. Thấy chưa nè. Cái nhà nhìn kỹ lắm à. Rất là dơ. Dơ như lắm luôn. Dơ như lắm luôn ở nhà nè. Nhìn ở trên chính điện này. Xa rồi cho cả nhà thấy được cái khung cảnh. Ngôi chùa này á, là hồi xưa chắc người ta cũng thờ rất là nhiều, thì do không có kinh phí hoặc là cái ngôi chùa này nó có cái gì đó nó bất tiện, nói chung đại khái là không kinh phí, không có tiền đó cả nhà, không kinh phí, không có tiền để tu sửa chùa lại, tôn mục hư rồi rớt xuống bỏ luôn, khỏi tu sửa khỏi làm gì hết. Đó, ngôi chùa này một là ít ai đến viếng chùa, đợi cái chùa mà cả nhà biết chùa mà không ai đến viếng thì coi như là cái chùa là đúng là cái chùa này gọi là cái chùa quan là hợp lý. Ban đêm thì không dám ở đây đâu, ban đêm mình gọi đây là chùa quan rất là nguy hiểm, vong linh. Ở trên đây cái tường nè, qua đây cho coi cả nhà xem. Đây là cái tường nè. Nó nước nó bể, trời trời trời, nãy giờ mới thấy nè cả nhà nè. Nè cả nhà thấy cái góc nó bể không nè. Trời nó muốn sập rồi đó trời. À, đứng đem họ rớt xuống luôn á, thiệt luôn á cả nhà. Quá trời đất. Có ai biết được cái ngôi chùa này lý do tại sao mà người ta không xây tu cắt lại mà trên một cái dãy núi mà rất là linh thiêng à. Như vậy cả nhà ha, ai biết được ngôi chùa lý do thì sao comment cho Lâm nha. Giờ tiếp tục đi qua bên đây xem có gì nữa. Ơn sao nè. Sao thì không có gì ha. Nhìn toàn cảnh cái ngôi chùa ơn sao nè. Hãy hùng vô cái nhà nè. Cổ xưa đúng là ngôi chùa quan tình. Ở trong đó thì không biết có gì, nó thui không dám vô. Cả nhà. Ngôi chùa quá thì là nó có gì ở đây vậy? Cái gì sâu sâu đó. Bay ra là chết luôn. Do cái gimbal của Lâm nó hết pin nó sập xuống. Like hoặc đăng ký nha, ủng hộ con nha, con cố gắng mình chui vô đây có gì không nè. Thấy cũng trời sợ rồi cả nhà. Ở bên trên này con, ở trên này con cái gì nè, thấy ở bên trên này con cái gì. Thank you.
cây vô, mình còn đi trên đi dưới là cho kỹ nha cả nhà. Còn hiện tượng gì không? Ở đây làm thấy có con vợn nè. À, con vợn đập này cả nhà. Phải cẩn thận nha. Đây nè. Coi xung quanh này có gì không nữa nha. Ở sau này cũng có cây cối tùm. Giờ này xung quanh mấy cái chùa kia có chó sủa rất nhiều quá. Mà chó sủa này không có dám vô đi. À, đây đều thấy làm đặc biệt cho này nè cả nhà nè. Đây nó bể từ cục mà nó tạo ra cái hình này cả nhà thấy lạ không? Nó nè. Nè. Cát đụng nhẹ nó rớt nè. Đó. Mà tạo được cái hình này hay nè, lạ quá lạ luôn nha cả nhà. Ngôi chùa Bổ Quang như thế này rất là, nó ở dưới chân lâm nè, ly miễn chay rất là nhiều cả nhà ha. Nè đây nữa nè, mình không cẩn thận á, mình không mang dài, lâm cũng mang dài, không cẩn thận đi mình đạp là coi như tối luôn ha, xong luôn cả nhà ha. Giờ Lâm đi ngược cho lên nha. Giờ này cũng gần 6 giờ rồi cả nhà. Trên đó này để cục đá để làm gì ta? Cả nhà phải ở trước thờ quá trời đất. Thờ nhóc hết trơn nè. Thờ thì người ta muốn thờ như dựng lên thờ thì phải che cái này đi để mưa gió nó dập xuống đây, rồi coi như là cái này thần thánh là ai mà ở đây, ai mà chống nhớ rồi. À, bị cháy chỗ này luôn nè, mất cái mặt của mẹ thấy mẫu nương nương gì này đó hả. Nhà nhìn thấy ghê quá cả nhà. Lâm là thấy con ốc lên đó nữa nè.
chung mà nhìn toàn cảnh cái ngôi chùa rất là u ám luôn, cho nên là người ta bỏ đi đâu phải rồi nè. Nhìn góc cạnh cái chùa này, ở trước thì nát một cái chân, có cầu thang thằng có làm đi lên thì còn được chút xíu nè, còn những nát hết trơn thế nó nát mạnh dành hết trơn. Thì thôi cả nhà ơi, video Lâm cũng chia sẻ cái ngôi chùa Quang Bổ Quang, thì giờ này cũng tầm 6 giờ rồi, chỉ có cái hiện tạ cái hiện tượng lạ là ở đằng sau có hai cái hang đó, nhập cái hai hang đó chỉ có một cái ổ mối thôi chứ không có gì nó ghê gớm lắm. Thì video Lâm cũng chia sẻ cái chùa Quang tới đây cho cả nhà biết, là tới đây kết thúc rồi. Cái chùa Quang thì thuộc về ở Trà Sư cả nhà. Rồi bây giờ thì con Lâm xin chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị, hẹn ông bà cô chú anh chị video sau. Video này nó cũng không có gì để mà hấp dẫn cho cả nhà xem, thì tôi cũng hẹn với nhà cả nhà video sau sẽ hay hơn, tốt hơn, cố gắng khám phá những ngôi chùa, những ngôi nhà quan tốt hơn cho cả nhà xem nha. Vậy thì tạm biệt, chào ông bà cô chú anh chị ạ.